Sau 7 tháng thi công, đến nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện tại, những công việc cuối cùng đang được gấp rút tiến hành để chuẩn bị đưa vào vận hành. Đường Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh, có chiều dài 640 m, rộng 64 m. Một đầu con đường tiếp giáp với đường Lê Thánh Tôn trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đầu còn lại giáp đường Tôn Đức Thắng nhìn ra sông Sài Gòn. Dự án cải tạo con đường được khởi công vào tháng 9 năm 2014 với kinh phí gần 430 tỷ đồng và được nhân dân thành phố rất kỳ vọng vào công trình này. Trong mấy tháng này, tới giai đoạn cuối này cũng sắp hoàn thành, xe cộ đi cũng hơi thông thoáng, sạch đẹp. Ngày xưa thì cái đường xá mình nó còn chặt hẹp, nó bây giờ nó cởi mở ra lớn thì nó cũng dân mình sạch đẹp lắm, cao ráo, sang trọng. Con đường nó đang làm đổi mới ở giữa các quận trung tâm như thế này thì nó rất là đẹp mà nó thuận lợi cho bà con, với lại nó nhìn nó văn minh và sạch đẹp. Hy vọng cái đường Nguyễn Huệ này nó sẽ tươi sạch và không có những cái mà bán lề đường hay xung quanh các cái, là em muốn là nó rất là sạch như ở nước ngoài đã từng làm những đoạn đường như thế này rồi. Em hy vọng là Việt Nam mình cũng giống như nước ngoài. Ở phố đi bộ này, toàn bộ mặt đường vỉa hè được lát đá granite tự nhiên, có độ bền hàng trăm năm. Dọc tuyến đường là các cây được bố trí theo nhóm như các cây, dầu, sứ, lộc vừng, vân vân. Trên vỉa hè phố Nguyễn Huệ được trồng cây giáng hương thay cho phương án trước đây là cây dầu. Đây đều là những cây có độ tuổi tương đối lớn để nhanh chóng tạo mảng xanh, bóng mát cho con đường. Bên cạnh đó, các bồn hoa, đài phun nước cũng được bố trí dọc theo con đường. Hệ thống chiếu sáng đang được lắp đặt khẩn trương. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng là đèn LED nhằm cho ánh sáng tốt hơn và tiết kiệm năng lượng. Trước bác về đây thì con đường này thì nó vẫn bình thường thôi, không có gì cả. Chứ đi lại, nhưng mà đặc biệt là có mấy năm nó có chở vườn hoa là đường này rất là đông lắm. Nhưng mà bây giờ nhà nước sửa lại đây là coi như con đường này rất là đẹp và tốt. Cây cối trồng mát mẻ mà dân sẽ đi lại đây nhiều, và thứ nhất là người du lịch nước ngoài đi qua đường này rất là nhiều. Nói chung là tất cả là sửa lại là tốt rồi, là đẹp rồi. Giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ là nhà vệ sinh được đặt ngầm dưới mặt đất gồm 4 phòng toilet rộng với trang thiết bị hiện đại, có cả hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến, sàn và vách được ốp đá granite thiên nhiên và có cả hệ thống thông gió. Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ được kết nối với nhà ga metro, nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đang thi công. Đồng thời từ quảng trường này sẽ kết nối với một cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và kết nối với quảng trường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 trong tương lai. Chắc hẳn khi đưa vào sử dụng, ngoài việc biết đến như đường hoa hàng năm của thành phố mỗi dịp Tết đến, nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến cũ mà rất mới, thú vị cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.